o luôn. Tắt cái bánh nó kêu nè. Không kêu nghe lớn. Bây giờ mình tháo cái lắp ra, mình xử lý nhiệt, chui lắp lại, thay mặt nạ hết luôn. Sau khi cái lắp với cái thắt tháo ra, nó bị kêu cục cọc với hú á, do những cái nhông này nè, đi lâu ngày nó sẽ có cái độ rơ nhất định như này. Rồi xong rồi mình sẽ làm lại nó hết bị lắc cái này. Rồi, thay hết cái mặt đàn này luôn, tôi lắp xử lý hết nha. Rồi, làm xong quay mình test cho anh em xem. Rồi sau khi với cái thắt Việt Nam mình làm lắp hai cái lọc gió với móc cable nghe theo bài, hai cổ cái nóc luôn. Đó, cái lá mình chui lá xử lý nhiệt lại nè ha. Đó, mình thay hết mấy cái bạc đạn này luôn. Bạc đạn zin nó đi lâu ngày nó có độ rơ rồi. Cái lá mình làm nó hít lại nè, nó không có bị lắc nữa nha. Đạn mình thay là mét ra băng hết rồi nè. Cái loại mình thay là nó tốt hơn hãng nữa nha. Hãng là nó hơi bị rơ, còn mình thay cái loại này nó khít hơn. Đó, chui lắp xử lý nhiệt hết. Cái lọc gió đồ chơi, cái này có làm nồi rồi. Rồi cái lọc gió này nóng mùi luôn. Cái móc bồ với làm lắp với lọc gió nha. Rồi, ok. Bây giờ mình lắp vô, mình test cho anh em xem nó khác biệt ha. Mình lắp hết hú với móc bồ nhẹ. Cái lá mình làm là nó hết hú hết xào hả, không đúng không, không có kêu cọc cọc nữa, không không có còn bị kêu cọc cọc nữa. Mình làm là mình bao anh em luôn nha, có bốn hình luôn. Anh em yêu cầu này hả mình đó, này làm bô gió lá. Là 300 khá nhiều rồi. Gió không xăng, có gió là gió. Ừ.
chưa đó, chưa đó, chưa đó.